Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay nhà Thảo nấu món lẩu cá hồi nha các bạn. Hay mình hướng dẫn các bạn nấu món cá hồi mà không không tanh nha, không nghe mùi tanh luôn nha các bạn. Đổ dầu vô nha tất cả các bạn. Dầu vô mà mình phi lên cho thơm nha. Bỏ miếng xả nha các bạn. Xả nè. Hành tỏi phi lên nè các bạn. Phi lên cho thơm nha. Đây là cá hồi nha các bạn. Bỏ tỏi với xả vô mình ướp nha. Tỏi xả ướp vô. Mình bỏ vô tí đường nha. Tí đường nè. Nấu canh canh chua là phải thêm đường nha các bạn, vị nó mới ngon. Mình thêm miếng muối nữa nha. Mình ướp sẵn nha. Mình ướp xong rồi một lát mình có gì mình nêm lại sau nha. Cái này mình chỉ ướp thôi nha các bạn. Trộn lên nha. Này mình bỏ gà vô nha các bạn. Mùi thơm nè. Đó, nghe mùi thơm chưa? Nghe mùi thơm chưa? Mình không có bỏ ớt nha bạn. Nhà mình có em bé nên mình không có bỏ ớt nha. Cái thơm rồi đó, mình bỏ cá hồi vô nha các bạn. Cá hồi đó ướp thêm thêm miếng xả nữa đó. Cá hồi mình mua nhiêu đây là cũng hết 60 mấy ngàn nha các bạn. Đó, các bạn nghe mùi thơm không? Mình là nghe mùi thơm dữ lắm luôn rồi đó. Cho cá nó săn lên nha. Cá hồi thì rất mau chín nha các bạn. À, hồi nãy mình đi mua cà nè, mà không có cà chín rục, cái cà chín hình gì không mà. Ôi, trời ơi coi. Cà chín thường thường không à các bạn. Thấy không? Các bạn thấy không? Vậy mà cà cũng mười mấy ngàn ký á. Bây giờ mình chỉ cần đun sôi rồi mình nêm lại gia vị thôi nha các bạn. Mình thì nấu cũng đơn giản lắm. Có gì nấu đó hả các bạn ơi. Tráng cái thao hồi nãy mình ướp cá nè các bạn. Nào mình đẩy nắp lại nha các bạn. Chờ nó sôi lên là nó chín rồi đó. Các bạn ơi, lẩu cá hồi á, mình ăn với bún nha các bạn. Nhà mình thích ăn với bún lắm á. Bún mà chấm với thêm một miếng nước mắm á, với bỏ thêm một miếng ớt nữa. Trời nó ngon. Nhà mình nấu bằng lô củi nha các bạn. Khói quá trời luôn. Nhìn khói bay ngay ngút luôn nè các bạn. Mình nấu món cá hồi này nè, mình ăn được với bún nè. Mà mình ăn được, ai thích ăn cơm thì ăn với cơm nha các bạn. Nhà mình thì thích ăn bún, người thích ăn bún, người thích ăn cơm. Các bạn ơi, mình nấu nồi lẩu này á, chắc cỡ gia đình mình ăn là khoảng 3-4 người á các bạn. Mùa này mùa mưa nè, gia đình mình sum vầy lại ăn lẩu á.
hạnh phúc lắm các bạn, không khí gia đình thật là ấm cúng luôn á. Sôi lên rồi các bạn ơi, sôi rồi nè, đầu mình vớt bọt ra nha các bạn. Bọt ra bỏ đi nha các bạn, để cái nồi lẩu của mình nó bị đục đó. Đục cái nhìn nước lẩu nó không ngon. Các bạn thấy không? Nó chín rồi đó, cá hồi mau chín lắm, nó sôi lên cái là nó chín liền à. Đó, các bạn thấy ngon chưa? Các bạn thử nấu ăn giống mình nha. Mẹ, mẹ nói gì vậy mẹ? Các bạn ơi, mình bỏ thêm tí nước mắm với miếng đường vô nữa nha. Có nước mắm vô nó thơm. Nhà mình nó thích ăn cá viên chiên lắm nha các bạn. Cá viên mình bỏ vô thêm nha. Các bạn thích ăn không? Cái này các bọn con nít là nít đó. Nhà mình nó thích dữ lắm. Mình bỏ thêm vô. Nhóc nhà mình nó cũng thích ăn cá viên chiên này nữa. Đó, các bạn thấy ngon chưa? À, để mình thử miếng cái nước dùng á, nó vừa ăn chưa nha các bạn. Được rồi đó các bạn ơi, có ngọt ngọt chua chua. Cái này mình không có nghe mùi tanh của cá hồi luôn á các bạn. Các bạn nào mà không ăn được cá hồi á, mà nấu theo kiểu mình á là ăn ngon lắm luôn á, sẽ ăn được món cá hồi nấu lẩu á. Nồi này mình không có bỏ ớt nha các bạn, mình bỏ rau thơm vô cho nó thơm miếng nè. Đó, cho nó thơm nước lẹo miếng. Mình không có bỏ ớt nha các bạn. Nhà mình không có được ăn cay cho lắm á, có mình thích ăn cay à, lúc mình dầm vô nước mắm mình ăn luôn. Bắt đầu mình cá hồi chín rồi các bạn ơi, bắt đầu mình dọn ra ăn thôi nha.